Hi everyone, in lesson today we learn how to pronounce oi. Sáng em, bài hôm nay chúng ta sẽ học cách phát âm của nguyên âm đôi tiếp theo nhé. Đó là nguyên âm oi. Nào, âm oi trong từ boy chúng ta. Cái cậu bé đấy. Nào, âm oi này được phát âm như thế nào các em nhỉ? Các em quan sát cho cô nhá. Nào, âm oi của chúng ta sẽ nối từ âm o sang âm e, đúng không? Oi. Oi, âm o sang âm i nhá. Chúng ta quan sát nào, âm o của chúng ta phát âm như thế nào đây? Phát âm bằng cách là gì? Cái đầu lưỡi của chúng ta, các em nhìn đây, đầu lưỡi của chúng ta nhé, các em sẽ hạ xuống, đúng không? Nào, môi và hàm của chúng ta cũng hạ xuống đó. Và cái gì đây? Môi của chúng ta rất tròn. Nào, chúng ta có từ or, đúng không? Or. Và âm e đó, nối sang sẽ là âm gì nào? Oi, đúng không? Như trong một số từ như là boy, boy, ok, coy, coy, hay là từ employee, employee, ok, chúng ta có gì đây? Boy, coy, and employee, ok. Nào, để nhận biết âm này thì các em xét hai trường hợp cho cô nhá. Chúng ta chỉ có hai trường hợp nhận biết âm oi này thôi, đó là trường hợp nào nào? Trường đầu tiên chúng ta sẽ có là cái chữ cái o và cái i đó, phát âm là âm oi. Cái này rất phổ biến nhá. Một số từ chúng ta có thể gặp như là từ khôi, cái khôi. Từ thứ hai là voice, voice and point, point. Chúng ta có khôi, voice and point. Ok, nào trường hợp cuối cùng, thứ hai đó là cũng vậy mà, đó là gì nào? Chữ cái o và chữ cái y dài được phát âm là oi nhá. Trong một số từ như là boy, ok, enjoy hay là destroy. Boy, enjoy và destroy các em nhé. Nào, dấu hiệu thì chỉ có hai thôi, nhưng mà chúng ta sẽ làm bài tập áp dụng để hiểu rõ thêm về dấu hiệu này nhá. Nào, các em sang phần tiếp theo cho cô là phần bài tập áp dụng. Nào, chúng ta quan sát nhóm từ đầu tiên và tìm cho cô xem là từ nào sẽ phát âm với khác bằng từ còn lại. Ok. Now, the first group is pronounced as follows. Nào, chúng ta phát âm như thế này. A, enjoy. B, short. C, corner. And D, before. Ok, again. A, enjoy. B, short. C, corner. And D, before. Nào, chúng ta thấy rằng B của chúng ta nào? Short. Ok. Nào, C chúng ta có từ corner. Và D chúng ta có từ nào? Before. Ok. Chúng ta đều phát âm là âm gì các em nhỉ? Âm or, đúng không? Chỉ riêng từ A của chúng ta đây, từ này của các em phát âm là enjoy, oi, đúng không? Vậy thì A của chúng ta đây chính là từ phát âm khác bao từ còn lại. Ok, nào, nhóm thứ hai nào. Nhóm thứ hai của chúng ta là những từ rất là quen thuộc của chúng ta thôi. Ok, nào, hãy tìm xem nào, từ nào sẽ phát âm khác nào. Nào, A, coffee. B, dog. C, destroy. And D, cost. Okay, again. A, coffee. B, dog. C, destroy. And D, cost. Right. Now, chúng ta quan sát nào. Từ A của chúng ta nhá. Từ A các em này phát âm là gì nào? Coffee, đúng không? Coffee. Nào, từ thứ hai, dog. Con chó này, dog. Phát âm là o, đúng không? Nào, và từ D, cost. Cũng phát âm là o, đúng không nào? Chỉ riêng từ này của chúng ta, từ C các em này, phát âm là destroy, destroy, oi. Vì vậy mà C, destroy, chính là âm từ phát âm khác bằng từ còn lại. Nào, chúng ta sang nhóm thứ ba nào. Nào, nhóm thứ ba của chúng ta phát âm như thế nào đấy?
A horse. C cork. D four. And D choice. Chúng ta nghe kỹ chưa? Nào, lần thứ hai nhá. A horse. B cork. C four. And D choice. Nào, chúng ta thấy rõ là gì nhỉ? A của chúng ta từ này đúng không em? Từ này chúng ta phát âm là horse. Nào, từ B phát âm là cord. Ok. C nào? C 4 này phát âm là four, đúng không? Ba từ vừa rồi đều là âm gì hết các em? Or. Nào, chỉ riêng D từ phát âm là choice, tức là gì? Oi. Vì vậy mà choice của chúng ta, phương án D này chính là đáp án của chúng ta đây. Từ này chính là từ phát âm khác ba từ còn lại. Nào, chúng ta sang nhóm tiếp theo của chúng ta, nhóm thứ tư nào. Nào, nhóm thứ tư sẽ phát âm như thế nào đây? For a join. B port. C sport. And D court. Okay, let's listen for the second time. A join. B port. C sport. And D court. Nào, chúng ta thấy rằng B phát âm là port. Nào, C sport và D court đều là gì hết các em? Or, đúng không? Nào, riêng A của chúng ta, nào, từ A này phát âm là joy, tức là gì đấy? Or. Ok, vậy thì A của chúng ta từ joy kia sẽ là từ phát âm khác bằng từ còn lại. Nào, chúng ta vào nhóm cuối cùng nào. Ok, nào, nhóm cuối cùng chúng ta có gì đấy? A born. B sort. C thorn. And D voice. Okay, again. A born. B sort. C thorn. And D voice. Nào, từ đầu tiên nào. A của chúng ta phát âm là born, đúng không? B cũng vậy, sort. Và C cũng được phát âm là gì các em? Or, đúng không? Phát âm là gì nào? Thorn. Chỉ riêng thằng D này thôi, D phát âm là voice, oi. Đó, vì vậy mà D của chúng ta là chính là từ phát âm khác, đúng không? Vậy là trong bài hôm nay chúng ta học cách phát âm cái âm gì ạ? Oi, âm tiếp theo của chúng ta. Trong bài học sau thì các em sẽ học cách phát âm nguyên âm tiếp theo nhé. Ok, see you next time, bye bye.